Hay giờ gấp lại thôi. Đúng rồi, ok vậy luôn nha. Mời bạn, cảm ơn mọi người rồi xem bên đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm cặp hai sân gòn Skylock. Hay được rồi, phải đi lại chỗ kia làm thôi. Gấp lại đã, rồi. Đi ơi. Tại sao lại mất cái map vậy? Ủa, đây có chuyện gì vậy mọi người? Ông chủ làm mất cái map rồi đó. Ủa, vậy hả? Thiệt hả ông? Đúng rồi, thiệt đó. Vậy giờ phải làm sao bây giờ? Giờ ông phải tạo cái map mới, còn con phải làm lại cửa đào. Dạ cũng được, bấm vào cái nút này phải không ông? Đúng rồi. Chứ là như tờ à. Ủa, đây là đây. Wow. Ủa, đây nào, ủa sao nhiều bò vậy? Trời, hồi nãy ông bấm vô cái nút bên kia ai? Mà mình nghĩ có đây rồi mọi người ơi. Ủa, hòn đảo này khác hòn đảo hôm bữa nha. Wow. Ê, có kim cương kìa. Rồi, bây giờ phải chặt cây thôi mọi người ơi. Chứ không là, ủa, ăn bò này như là ra nữa kìa. Chứ ở đây có lòng spam hả mọi người? Cái lòng spam đâu rồi? Lòng spam đâu rồi ba? Ủa, gì đây, gì đây? À, cái lòng spam dưới đây. Vậy là mình không có lo về chất gió nữa. Mà ok, mình nghĩ coi nào mình chắc nào mình qua mấy cái Skylock kia. Ở đây không có lava nè mọi người. Ủa không? Không biết ở dưới có lava không ạ? Ủa dưới đây hơi sâu nha. Chắc ít nhất không có lava chứ. Mình đào đất mọi người. Lấy đất rồi mình lắp cái nước này lại. Không là bay màu luôn mọi người. Lấy ghê lắm. Nước này mình nghĩ chắc là mình phải sử dụng cho mình cách khác rồi mọi người. Đào ẩn nó xuống nè. Cái này mình đào xuống là mình sẽ làm một cái đường đặng ở cái gì mình cá xuống mọi người. Thì mình có nước rồi mình trèo lên lại ha. Nè, dưới đây. Nè, nếu mình gấp lên đây. Mình leo lên đây được rồi. Rồi mình sẽ lên đây. Quay, ngon lặng luôn. Có miếng nè. Chào bên đây đi. Mấy bản này bản gì ta? Này. Rồi, ngon lặng. Ồ, giờ mình sẽ làm một cây cúp đi. Cây cúp. Chứ rồi mình quên chữa kia làm mình lấy đá rồi mình làm hang rồi mọi người. Chứ rồi kệ đi kệ. Hôm nay có làm bon thì phát sáng cũng được nè. Biết phát sáng được không nữa. Thôi kệ đi. Đào đá rồi mọi người ơi. Mấy con bò này. Mày nè. Mất dạy. Đào xuống. Ô, hang nè. Wow. Hang rồi mọi người. Ô, là biết nữa nè. Cho mình làm một cái cúp đá cái đi. Mình sẽ đào hai thứ này luôn. Ủa, khoan. Cúp đá có đào được là biết không ta? Con này đi ra. Hình như cúp đá đào được là biết rồi mọi người. Thử nha. Ê, được nè, bấy. Lava. Có hang nè, nhưng mà không có. Mình vẫn nói là có hang mà không có xác, ai ngờ có xác luôn rồi mọi người. Chết tôi rồi đó ba. Trời ơi, xác ở gần đó ba quá vậy. À, đúng rồi, mình sẽ lấy xác rồi mình làm một cái máy farm. Trời ơi, quá đơn giản luôn mọi người ơi. Trời sao mình quá không mừng. Lươn lẹo. Quá mừng rồi. Đúng là cầu hồn. Wow. Nào. Sắt nè. Lại bất. Rồi, giờ mình sẽ làm cái xô cho mọi người. Chuẩn bị lấy đá, mình làm cái đồ máy farm đá nè. Rồi. Đây. Thế là ê. Con bò ngu. Cái đá này ngon kìa. Nghĩ cho mình người đào đá rồi mọi người. Tại đá cứ là cần nha mọi người. Không có đơn giản đâu, đá cần nhiều lắm á. Thằng kia có vàng kìa. Cái vàng mình trao đổi bất lưng, bộ quan. Ở đây có công liên ngục không? Kim cương nè, bên kia cái đảo. Cổ rắn rồng nè mọi người, chỗ rắn rồng. Wow. Được rồi, mình sẽ la trèo lên nha mọi người. Lên mình đất đi. Không, bây giờ đất rất là quý hiếm nha. Skylock là đất quý hiếm lắm, không phải làm gì được. Đi đá đi mọi người. Đi đá sẽ ngon lần hơn á. Rồi.
lớn lớn và lớn lớn. Hello mấy bạn bò nha. Hello nha. Wow. Mình sẽ làm một cái máy farm. Cái này là máy farm thịt bò luôn ta? Không, chưa được. Wow. Ủa rồi nào mình mới có bầm cây giờ. Mình ngồi lấy cái đất đỡ ở đây đi. Đó. Rồi. Giờ làm cây sẽ gớm dưới đây. Ủa mình lấy gỗ ra. Nãy giờ chưa gớt nữa. Kỳ ghê ha. Dám chơi chó rồi hả? Rồi. Vàm nè. Đây đi. Cái này là đây. Đây. Rồi là đây. Chắc gì cũng được rồi. Đấy này. Rồi giờ cái lỗ ở đây. Ở đường nè mọi người. Đi đâu rồi, đi đâu rồi. Ấy, đâu đâu. Khoan. Phải làm một cái lò nữa. Còn chưa nung sắt nữa mà. Đây. Nung sắt. Bằng hang luôn. Bằng cây ơi, có nhăn bằng cây ơi. Cây lâu quá. Bằng cây ơi, bằng cây ơi. Cây. Ủa bữa em có một cây luôn hay gì hết chứ. Một cây ơi. Không có một cây là coi như kiếp này khổ rồi đó mọi người. Rồi không có một cây luôn. Vừa lòng nó dạt lắm. Rồi không có một cây luôn á chào. Lại vậy. Không có một cây luôn rồi. Thôi kệ đi. Giờ phải nâng mấy này lên nè. Cỏ mình cũng còn nhiều mà đâu phải có cái đâu. Làm lộn cái khác một cái là có chuyện luôn mọi người. Đi ra. Lát mày lại. Đây. Ngoài xuống dưới lấy cái xuống dưới mình sẽ lấy cái gì ta. Ở dưới mình sẽ lấy cái lava mọi người. Thật bò ơi. Con bò, mấy con này khó chịu quá. Chán ghê mọi người. Cái này khó chịu ghê. Đi ra coi. Rồi xuống nào. Ê đừng hẳn gì hơi kỳ nha. Hơi sợ quá. À này hết. Cũng gì. Phải làm một cái đuốc. Cái đuốc. Sợ có quái vật lắm. Nó bằng mỗi sợi bò người đảo một cái chết luôn. Đặt đuốc đi. Rồi là xuống nào xuống. Rồi ngon nè mọi người, ngon nè. Ui dạ. Đào dữ. Chị bị lấy nè mọi người. Ô, hai cái là ba luôn. Đã vậy. Hai là ba luôn mọi người. Rồi, cái bèo. Mấy con bò này. Mày xíu cho đó cái chỗ mà tao sẽ giết bọn mày. Yeah. À có khác rồi mọi người. Có cái này rất là hay nè mọi người. Đó. Rồi có hạt trứng liền. Khỏi cần phải nung chất nhăn mày. Trời ơi chưa chết nữa cháu bò gì. Nè. Yeah. Chết đi. Yeah có hạt trứng rồi nè mọi người. Hỏi mừng không mừng chưa. Đơn giản liền. Ê rồi mình nướng luôn rồi mọi người ơi. Rồi lại đây mọi người. Rồi giờ mình sẽ lấy đất che lại. Đi mà chúng cái có một chuyện luôn. Ê. Rồi ở đây nữa. Cài hết nha. Sợ là ba dưới có chuyện nữa rồi xong. Giờ mình sẽ đây. Đây. Đường lại. Rồi đường nè mọi người. Rồi đào thôi. Đào mọi người ơi. Giờ phải đào cần nhân nha mọi người. Để cục này đây đi. Ơ cục đất của tôi. Rồi luôn. Yeah hơn quá. Hồi nãy mình dùng cái bí kíp kia nên bây giờ mình lại có mấy con bò.
Trời à, đá thì bắt cầu qua mấy Skylock kia mọi người ơi. Mất kiếm hai Skylock gì ta? Thì chắc là sẽ là Skylock gần mừng nhất. Còn hư cấp luôn rồi. Trời ơi xui gì. Ờ à, kia. Thằng nào có gỗ thì được rồi. Ở đây nha mọi người, mình thấy đằng đây nè. Lại có hơn á. Đi có gỗ gì kia mới có được gì không ta? Giờ thì là một cây cúp đá khác xuống hỏi mọi người lấy ra cúp gỗ đào đi. Rồi đâu rồi, ăn đâu rồi mày? Ủa không phải lộn cái này là anh ờ là ba. Rồi bọn mày chuẩn bị nướng nha mấy cưng. Ôi trời mưa, quên cái trời trời mưa sao mình nướng nó được. Dạ ok, dạ ok. Hai chán ghê, trời mưa báo đời không. Ok đi bà đá đấy mọi người, cái cổ đi cho nó tiết kiệm. Con bò gớm dưới mày nào thôi. Chắc qua được ha, một chín cục ha. Thấy bên đây gần hơn mọi người. Ê, trời ơi quá vật ke. Không được. Có quái vật là qua rồi. Bắn cái chiếc que mình nữa rồi sao? No. Không gì ở đâu. Mình sẽ qua cái đảo này. Chắc đi hẳn là được rồi đó. Thôi chắc không đủ rồi. Đào 30 cục đi. Đây nào được 30 cục rồi mình sẽ đào. Đi tiếp nha mọi người. Rồi 30 cục. Để ghép mọi người. Mấy con bò này khó chịu ghê ta. Gớm dưới đi. Gớm dưới. Chỗ không có làm đồ. Đi này. Lơ hơn. Nè. Hãy cho đắng đứt nè. Đẩy con kia xuống. Đắng đứt nè. Đẩy con kia xuống dưới luôn. Này thì cản trở con đường của mình. Con đường mà mình đã hết sức. Rồi cái này phải cẩn thận nha mọi người. Nhìn đâu con quái vật cái chắc xỉu luôn. Hạ à, bắn mình đó dưới đây rồi mình. Nghĩ ra chơi luôn quá. Đây. Nó đã. Trời ơi. Ê. Khả năng lắm nha. Ồ hơn quá. Ờ cái kia mọi người. Rồi cho cây thôi. Quên làm bây giờ nhiều nên bây giờ mình phải chặt bằng tay. Chặt hồi để tay luôn mọi người. Khoan. Mới gọng này ra không là. Ô cái này đẹp. Cân bằng quá ha. Này cân bằng hả mọi người. Cân bằng quá. Wow. Rồi đào thả má. Này có gì vậy? Gì cơ? Con cù quen chó vậy. Wow. Đúng rồi. À con chó. Ý lô cưng á. Lô. Hoa díu. Kìa có cái kia kìa mọi người. Hoa díu. Hoa díu em nha. Díu kỹ không. Trời ơi. Con chó này chuyện kỳ quá mọi người. Thì xíu mình tập luôn. Ờ tập đó là đồng đội nó đắng mình nữa.
Nơ nơ không chơi ngu. Rồi tổng cộng là 7 cục gỗ nha mọi người. Hai bây giờ cái nơi này chắc là biến thành là cái chuồng chó luôn đó. Bên đây mọi người biến thành chuồng chó, bên kia biến thành chuồng bò. Cãi đi. Ôi mọi người thấy gì chưa mọi người? Chị phải làm sao vậy ta? Sợ sự kẻ bắn mình gớm dưới thôi à. Để nào trời sáng đi mình qua mình sửa đẹp nó. Cái thằng như gối làm spam zombie nữa á. Cãi đi. Trời. Ờ chứ là phải làm một cái gương rồi. Cái gương nhỏ thôi, không cần bự đâu mọi người. Tại mình cũng chưa đâu, đâu có giàu đâu. Làm ức thôi. Ê gọi lấy miếng, miếng. Ồ dưới cái kia không biết có gì nữa. Có sắt. Có sắt hả? Đặt này cũng được. Này chắc được á. Rồi à. Lấy đất, lấy đất. Ủa đất rồi. Ủa đất hết hả? À đất còn nè. Lấy đất. Đặt thêm đây luôn. Rồi ngon lặng luôn. Bắt đầu qua cái này được rồi nha. Ý mầm cây mọi người ơi. Mầm cây. Ngon nha, ngon lặng cây nào luôn. Mầm cây, ngon nha. Lấy mầm cây. Rồi chắc phải chồng nè. Ủa sao không chồng được mà không chồng được à? Kì vậy. Dạ. Rồi chứ được đó. Ê chết trời ơi. Chết tôi rồi mọi người ơi. Quên nữa chờ. Làm cái cốm đáo à. Mấy bò này khó chịu rồi nha. Tôi làm cái chuồng đó luôn. Nè mọi người quên lấy cái này mình biến thằng à. Cái bài đốc này nè mọi người. Nè mà mình đặt có mấy luôn á. Anh Hải. Em làm đi. Thấy cũng còn kịp á. Giờ mình sẽ làm cái chuồng bò. Cấp mình cho đường nha. Đặt lên. Đi ra. Mấy con bò này không muốn có nhà gì á. Chỉ có điều cẩu hần mày hết luôn. Trời. Rồi mấy con bò này còn ở đây phải không? Giết mày ta biến thành kẻ độc ác luôn. Dám cản trở con đường không tao? Rồi mấy con bò hoàn tất phiên bản. Cùi mía xuống mày. Nào đặt này lên, mình đặt cái này lên. Rồi chị chắc là mới làm một cái nằm hết mưa chợ mưa hoài à. Anh kia có cái ông cụ rồi mọi người. Mưa hoài à, dán ghê nha. Giờ phải làm gì đây ta? Chọn bên kia, ai chọn đây đi. Rồi thì mình nghĩ chứ mình phải làm cái này đi. Làm cái lưới chạy. Đây. Cần thang hả? Thang không gương có nè. Rồi rồi, ngon lần nào luôn. Thôi coi bị chém nha. Không. Trời nước thật không mọi người ơi. Khởi đầu may mắn, khởi đầu may mắn. Sao mấy con bò này ra ngoài được à? À mấy này nãy như là ê, mém chết. Mình chưa đuổi nó gì á. Mình sẽ làm cái lỗ ở đây đi. Cái lỗ sâu rồi là sâu luôn. Đó. Giờ mình gớt xuống là cứ như là có đường cứu rồi. Quá ngon. Đây bộ mình khẽ đi à, mình đi vô đây và mình sẽ chưa lên đây ha. Ê trời ơi ngu rồi. Rồi lên rồi có ngon hàng luôn. Trời ơi con bò kìa.
Thấy ghê à, chắc ngồi lát luôn mọi người. Được rồi, được rồi. Nếu vậy thì mình sẽ đấy chứ giết hết bác bò luôn. Ê, trời hết mưa kìa, giết hết bác bò luôn mọi người. Đó. Ơ, thật của tôi chết luôn, còn có một chuyện rồi. Dạ kìa. Ờ, chứ là phải lo lên rồi mọi người. Đây làm mới được. Rồi vẫn bị em nào muốn lên nồi trước. Em này phải không? Ok. Mày đó, một em. Em này. Ôi. Rồi. Chết. 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 Kép heo em, kép heo. Ơi kép luôn rồi, trời ơi, chết rồi. Thấy có một chuyện quá. Hôm nay chặt lắm. Đập này đi. Đập này ra, đập này đi, đập này đi. Rồi, em nào muốn có đây nữa đây. Em này nha. Ê, cháy cháy thật luôn rồi. Em này, cha. Đó. Kéo heo em này. Muốn lên nồi thì cho lên. Cha. Cái bèo em này. Ủa? Mới nhảy ra ngoài hoài á. Dạ. Trời. Đập. Bắt cua vô. Quá đã luôn. Rồi thì bây giờ lúc này phải là đá mọi người ơi. Là đá thôi, chơi gì đủ rồi. Những thứ chúng ta cần có hết. Thịt nè. Rồi mấy cái gỗ nè. Đó. À, bên kia có cái sắt kìa mọi người. Nó gần mỉm luôn á. Cái bò này ba bên ngoài hoài luôn á. Được rồi, mày muốn tao chèo luôn. Rồi ba bên ngoài sẽ bám đi. Tao chặn lại hết luôn. Rồi, giờ phá này luôn. Tôi có còn sẽ ba nữa không mọi người. Ê, rồi luôn, chơi ngu luôn. Đi ra, đi ra. Ơ, sao em thay nè mọi người, lấy chỗ mình luôn nè. Giờ phải ra ngoài sao ta. Cứu lúc đi. Trời, xong. Trời, vô trong đội nha. Mày vô luôn, vô đi mày. Vô trong đội đi. Vô đi. Đó, rồi ngon lắm luôn mọi người ơi. Ê, có này nè mọi người. Giờ á, khác. Giờ mình sẽ để này đây. Đảo này ra. Rồi, con nào mà trúng vô đây là sẽ cháy. Bởi là mình sẽ có thật miễn phí nha. À, quá không bưng. Đúng là cao hủ, cao hủ. Mình quá không bưng rồi. Rồi, giờ mày gớm đi đây. Tao có thật miễn phí. Đảo này ra. Tại đây là có thật. Quá đơn giản mọi người ơi. Đó, giờ mới có hạt mới kìa mọi người. Rồi, giờ phải đào đá nè. Ôi cậu kìa. Giờ mình sẽ bắt cậu bên kia bằng cách là chúng ta sẽ làm một cái... Ê, rớt đây hoài ba. Cho cậu mình đặt mấy này hôm nay rồi. Cậu mình đi vô rồi đấy, nhưng phải rớt ở đây rồi. Mình đặt ra mọi người. Đặt mấy này ra. Ê, khoan lấy hết mấy này đi. Rồi, để vô mà mình sẽ đặt nhanh thôi mọi người. Cái này là cái này. Cái này một cục trọn dẹp. Rồi. Giờ đi ra nữa nè mọi người. Chán ghê đi ra. Ủa mày ra được vậy bò. Vô đi mày. Bò nữa coi. Rồi mình sẽ đặt cái này ở đây. Bạn cậu ơi, chết bị chơi gầm rồi. Khóe khóe. Để này đây đi. À, còn gốc nè. Rồi, chuẩn bị qua kia mọi người. Mấy con bò này khó chịu ghê nha. Dạ, 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 queo. Chỉ còn đúng cái nực.
Đó mọi người, em đang mấy rồi luôn vô luôn rồi. Để mình ngầm lại nha. Ôi mấy bò này nhớ đủ luôn mọi người. Nó không phải ở trong nữa hay ra ngoài gì á. Ô trời trời, nhưng cơ nhưng hợp kìa mọi người, một đống luôn. Đây là cái này là à, đây là con đường, thì gọi là con đường huyết mạch ha, con đường huyết mạch của Việt Nam. Làm con đường này mình sẽ lấy thật bằng con đường này, đó là con đường cũng đưa thật vào nước của chúng ta, gọi là nước cờ sa ga minh ha. Làm lại chờ ro nhìn kìa. Vậy sao bà lấy khó à, đi vô mày chán ghê á. Đó, đây là Vương quốc rồi, sang em ơn Vương quốc chăn bò, nhà chăn bò và nhà chăn chó. Đó, đó. Giờ mình sẽ bắt đầu qua karaoke. Chắc là cũng cần chiều cao á, mình cao hơn chút coi nào. Lên 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 rồi, đã có mọi người. Rồi giờ chắc là phải làm cái này rồi lên ấy rồi. Có làm spam gì kìa mọi người, sợ là spam mất vật hả. Bạn làm cái này đi. Wow, ý ghê quá. Thôi chạy chạy, sợ nó lại nó đấm mình cái quá, mình chưa biết là cái gì nha mọi người. Mình làm một cái cất hết đồ đi, cất hết đồ đi. Cái gương mọi người. Đây. Ê, mình sẽ làm một bộ lớp da nè. Wow. Ok, mình sẽ làm wow, làm bộ lớp da nè mọi người. Cái này và cái này. Đó. Rồi, mặc vô mọi người ơi. Rồi quá đẹp trai luôn. Nhìn nè mọi người, đẹp trai hết nhức nách luôn. Sự lươn lẹo. Mọi người đẹp trai đó giờ. Thật mình có rất nhiều nè mọi người. Đó. Giờ này chắc là phải làm một cái kiếm đá. Cái máy pha này cái lợi nha mọi người, mình cần lại thôi, có thật đây. Cất lê sò là bài đi. Để là bà chỗ khác đi. Mình sẽ cất là bà một chỗ rồi trang cái hạt bí mật. Đây là cái hạt bí mật của chúng ta. Cái hạt mà chúng ta sẽ để là bà vô và cất nó đi. Đứa nào ngu mình để ở đây là cháy bùm bùm luôn. Rồi đi nào mọi người. Là sao vậy đây? Nãy gì vậy? Đang ngồi lùi vậy? Để mình lấy nước mình chặn lại hết mọi người. Tí nước chặn lại hết đi. Cái gì vậy? Gì đang ngồi lùi vậy? Khoan, chặt cái gỗ này ra đi. Chờ lần nào không quên chứ. Slam mọi người ơi. Này Slam hả? Hơi nguy hiểm á nha. Mà Slam sao không bị bon ra đi ta. Bộ Slam mày phải có nước hay gì vậy? Tụi cười, nếu có nước tao chặn nước mày luôn coi, cho mày khỏi Slam ra. Ha. Mình là một con người có bụng. Quá có bụng luôn mọi người.
Đừng có quá mà. Đó. Hồ cá. Ờ đúng rồi ha. Ok, và video mình này có hút coi. Nếu bạn hay cho mình xin một like và đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông là mỗi khi mình ra video mới các bạn hay biết được nha. Thì những bạn đăng ký mình mong các bạn xem video mình nhiều hơn. Chứ đăng ký mình không xem video mình buồn đó mọi người ơi. Đăng ký được 30.000 người đăng ký vậy mà video không bao giờ mình lên được 30.000 người xem chứ. Chán mọi người. Rồi bye mọi người nha. Bye bye.